Cắt cỏ hả? Đâu á? Bún chả quà. Steak on the rock. Rồi, hôm nay có mở được một tiệm bánh tráng trộn nữa nè. Muốn anh thử đi em. Phải lấu nhậu được không? Em thử biết rồi. Dạ cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị nha, cảm ơn chú nha. Cà phê bamboo mới mở. Đẹp không? Trước đó là cà phê BB, bây giờ đổi thành cà phê bamboo rồi. Được ngồi đây cho mấy nhỏ chơi nè. Ok ok, đợi bác Khang xíu. Rồi vô. Ngầu thế. Ê, này cứ luôn em. Đúng, chocolate. Nhớ mắt lại. Cà phê bạc mẹ, cà phê cúc dừa có chín đồng luôn nè. Bên kia vừa. Đồ món nào ngon nào? Wow, có bánh tổ chín hoàng kim. Em này diễn ngon. Đang phải subscribe cái này đây là không?
đợi xíu, đợi xíu. Với lại bột chiên bò bé, với lại cái gì bên đây nè, cái gì kêu bên đây nó có gì bên đó nè. Nhìn thấy không, chụp tấm hình cái nào, giơ tay lên, 1, 2, 3 rồi mày lấy 1, 2, 3 đi nha, chạy giờ không chạy chậm nha, 1, 2, 3 Ai vì Annie với lại Henry đó. Bubble gum. Ok. Sorry. Đâu? Sticky rice hả? Đâu có sticky rice đâu. Nhiễm hai nè. Rồi. Nhức đầu anh kêu lùi quay mạnh, lùi stop, stop lại đi. Con chơi đi, là lát nữa mình ăn, à, mình ăn cái giờ kiểu đang chơi mẹ đây, mẹ chưa ăn. Chú đi ăn lẩu phê không? Lẩu phê này. Thì có no, tại ăn 2 giờ ăn đi. Bao nhiêu hộp này? 12. Muốn ăn cái gì? Cái hình tấp minh là tấp minh à. Mồm hơi to nha.
Lông mồm hơi nhiều nha. Lùi vào đó hả? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi. Giờ nhà mình đi ăn quán mới phố cổ Hội An. Ok, xe. Từ từ. Này, this way. Ngon nó thật. Được hả? Bột không ngon. Yes.
ăn. Thôi đi về đi con, trễ rồi. Mọi người nha, hẹn mọi người ở video tiếp theo. Ê, buổi chiều quay phim đẹp ghê á. Mở cửa có lý xéo hai hả? Giờ sao? Anh để bên nhà lùi đi rồi. Ok, bye. Bye bye con. Lên xe.